Chào mừng quý vị khán giả đang đến với Lướt trên VTV Go. Và phía bên trái tôi đây là biên tập viên Quỳnh Hương. Và ngoài ra ngày hôm nay Hương ạ, còn một người dẫn chương trình cực kỳ đặc biệt nữa. Đặc biệt đến mức thế à? Ừ, phải dùng đến cái tấm thẻ đen này mới có thể triệu hồi sự xuất hiện của người ấy. Thật đó? Chứ sao? Ngọc Huy và Quỳnh Hương đều phải ngước nhìn lên. Chắc chắn người ấy phải cao trên 1m70, không thể là Thái Trang được. Tay mảnh mai, lại còn đeo nhẫn cưới. Người này chắc chắn cũng không phải là Yến Tập Tạ, càng không phải là Mù Tạt, vì ế. Và cuối cùng, người ấy là... Vâng, lại quý vị ạ. Chị lại... Vân thôi mà sao anh phải làm căng thẳng thế nhỉ? Vâng, quý vị ạ, vẫn là chị Vân thôi. Nhưng mà em không thấy cái đoạn vừa rồi, cái đoạn đầu mình tạo được cái cảm giác hồi hộp, thu hút hơn à? Đúng không? Anh nói đi, cái thẻ đen này là anh lấy cái bảng của con anh ở nhà đang tập viết đúng không? Em không thấy mấy game show bây giờ phải có bảo bối chứ. Thẻ đen này, nón vàng này, rồi nhiều cái thứ khác, nó hồi hộp hơn. Tạo quyền lực cho mình đúng không? Đúng rồi, phải tạo nét tí chứ ạ. Đấy, quý vị ạ, quý vị cũng đã biết là chúng tôi nói đến câu chuyện gì ở phần mở đầu vừa rồi. Show Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng thì ở cuối tuần qua đã vừa hoàn thành công 3 và có một câu hỏi lớn được đặt ra. Đó chính là người ấy là ai? Đúng, nhưng mà chị đang thắc mắc là không biết chị Quyên đang nói đến ai nhỉ? Em cũng nói đến chuyện đấy. Em đang muốn tìm cái người mà Lan Ngọc cứu cơ. Không, nhưng mà có biết không? Em biết không? Lan Ngọc không? Hay không, là chuyện gì? Chị Quyên đang nói đến ai ấy? Thôi chị ơi, bỏ qua chuyện đấy đi. Mình nói chuyện khác. Thôi được rồi. Bây giờ cứ xem là cứu ai trước rồi nhá. Và chúng ta hãy cùng đi tìm ai là người được cứu. Ngọc có quyết định của Ngọc. Ngọc xin phép được sử dụng chiếc thẻ đen quyền lực này để cứu. Ngọc ơi, dạ. Cái thẻ đen của em ấy là sẽ có cứu được một người, hoặc là cứu bản thân, hoặc là đổi trao đổi lại. Em có chắc chắn là tin mình vào nhóm an toàn không? Đúng vậy, em không có chắc chắn nhưng em rất mong muốn là tin mình sẽ được an toàn, tại vì em không có muốn cảm giác đó nữa. Cái cảm giác vừa rồi nó ghê nhưng lắm. Cũng thấy sợ. Rất gánh nặng luôn, em không biết quyết định như thế nào trong 20 chị đẹp ngày hôm nay, là trong đó có em là 20 ha, thì trừ em ra là 19 người thì em phải quyết định cứu. Nếu em chọn cứu một người đó xong rồi hoang mang quá, tự nhiên suy nghĩ đến thẻ đó áp lực quá. Đoán đi nào, chị đoán đi, ai nào? Ai nhỉ? Ai đó trong đội của Lan Ngọc. Đúng rồi, hôm đấy đội Lan Ngọc có 2 người bị loại. Đúng, là chị Thanh Ngọc và Khổng Tú Quỳnh. Mình chơi cược đi. Không. Chị nghĩ là Khổng Tú Quỳnh. Vì sao? Vì chị vừa lấy lướt qua ấy, thì thấy là tóc dài. Thế là chị hơi khác với một comment của khán giả. Khán giả nhận ra là cái mái tóc màu đen đó. Đầu tiên có người nói là mái tóc màu đen này chắc là Khổng Tú Quỳnh. Nhưng có người lại nhận ra cái mái tóc màu đen chỉ hở ra một tí đấy thôi, đó là một mái tóc ngắn. Thì rất có thể là của Thanh Ngọc. Nhưng mà trong cái quá trình bàn luận về quyền lực của chiếc thẻ đen nhá, thì trong cái câu chuyện giữa Linh Ly và Lan Ngọc thì lúc đấy lại có chị Thanh Ngọc cũng đang ngồi đấy. Và chị Thanh Ngọc thì kiểu ở số công diễn trước thì lại cùng team với chị Mỹ Linh. Anh chị thử nhìn biểu cảm của chị Mỹ Linh đi. Ai mà người là khiến cho chị Mỹ Linh phải hào hứng và thậm chí là nhảy ra để chào đón. Bản thân chị Mỹ Linh là một cái người mà chị cũng rất là tình cảm với mọi người, cho nên chị nghĩ là bất cứ một ai đó được quay trở lại thì chị sẽ đều vui như vậy á. Chị nghĩ thế. Không, nhưng em nghĩ là để chị Mỹ Linh chị biểu cảm như thế này chắc chỉ là những cái người mà cùng đội với chị Mỹ Linh thôi. Bây giờ mình chỉ xét 3 người từng cùng đội với chị Mỹ Linh là ai này? Khổng Tú Quỳnh này, Thanh Ngọc này và Hương Ly. Chị nghĩ là chắc Ninh Dương Lan Ngọc sẽ cứu người trong đội mình. Vì cái cảm xúc lúc đấy thấy cô ấy đong đầy lắm. Đó, thế thì cả trong đội đấy lại có cũng có cả Thanh Ngọc cũng bị loại hôm đấy. Ôi thì chị nghĩ là Thanh Ngọc hay là Khổng Tú Quỳnh? Khổng Tú Quỳnh chứ. Chị vẫn chốt phương án Khổng Tú Quỳnh đấy. Chắc chắn em có thể loại được Hương Ly. Người đấy sẽ không phải là Hương Ly, bởi nếu là Hương Ly thì chị Thu Phương không thể có một cái biểu cảm bình tĩnh như thế kia được. Chị thấy không? Cũng đúng. Bởi vì là thậm chí là chị Thu Phương còn hẹn Hương Ly ở trong cái vòng loại. Đó chính là ngày mai chị em mình gặp nhau nhá, hy vọng là em sẽ hồi sinh nhá và chị sẽ gặp lại em. Nhưng nếu mà là Hương Ly thì không thể nào mà bình tĩnh ngồi và thờ như thế kia được. Không, chị đang ngồi xem một cái gì đấy. Xem anh chưa kịp xem anh đứng lên lướt trên VTV Go đúng không? Ừ, anh nghĩ là rất có thể là chị đang xem lại lướt trên VTV Go chẳng hạn, nên là chị không để ý đến lúc đấy đang như thế nào cũng nên, đúng không? Nhưng mà cái lập luận của em cũng khá là hay đấy, cũng không thể là Hương Ly. Nhưng bằng cảm xúc của Lan Ngọc thì chắc chắn là bạn sẽ phải hồi sinh cái đội mà lúc đó và thời điểm đó. Thế là chị cũng nghĩ giống đa số khán giả đấy. Đa số khán giả cũng nghĩ là họ sẽ lựa chọn giữa Khổng Tú Quỳnh hoặc là Thanh Ngọc. Họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái phân tích này. Thật ra theo cá nhân mình thì chị Quỳnh được cứu là điều đương nhiên. Vì chị Giang Hồng Ngọc và Hương Ly ở team khác thì mình không nói. Vì mình nghĩ với cương vị là đội trưởng thì chị ấy sẽ cứu người trong team của mình. Vì đội trưởng Lan Ngọc là người rất có trách nhiệm với từng thành viên của mình. Chị Thanh Ngọc là chị lớn có tên tuổi và có chỗ đứng, cũng có lượng khán giả nhất định. Còn với Khổng Tú Quỳnh có cả sự cố gắng một mình tập 2 tiết mục thì mình nghĩ Khổng Tú Quỳnh hoàn toàn xứng đáng. Tóc đen cứu Khổng Tú Quỳnh á? Gần cuối đoạn, Lan Ngọc dẫn người hồi sinh vào, có để lộ một góc của tóc trông cong cong, có thể là tóc ngắn là Giang Hồng Ngọc hoặc là Thanh Ngọc. Vì thấy lúc đó Diệu Nhi, Phương Vy, Uyên Linh với Mỹ Linh đứng dậy với vẻ mặt bất ngờ nên phần trăm cao hơn có thể là Thanh Ngọc. Mà cũng đừng quên các chiêu trò của đội biên tập game show. Lên xe rồi thì có thể đi xuống, cầm ảnh lên rồi thì có thể đặt xuống mà. Cũng đúng. Rất có thể là nhà sản xuất sẽ lừa mình chẳng hạn, quay một cái cảnh ra về sau đó thì lại có người ra mở cửa chúc mừng chị đẹp ABC, đúng rồi. Chị đã được quay lại. Biết đâu lúc đấy cái cảm xúc của họ lại còn vỡ hòa hơn nữa hay sao? Đúng rồi. Nói qua lại một chút về cái sức mạnh của cái tấm thẻ đen này là một có thể là cứu người, hai là có cứu thể mình. Đổi bài với đội khác. Em nghĩ là nếu mà nhìn vào cái bức ảnh như thế kia, cái khung cảnh như thế kia thì phần lớn đáp án em đưa ra sẽ là nghiêng về một thành viên trong team của Lan Ngọc ở số công diễn 3 vừa rồi. Vì nếu mà xét thêm phần biểu cảm của Linh Ly thì cũng rất là vỡ hòa cảm xúc và cũng rất là chờ đón một thành viên ở trong số công diễn. Hàng 2 đứng ở trên kìa chị kìa, cạnh em Ly. Đấy. Và phải thêm một chi tiết nữa là trong quá trình mà loại trừ thì cái lúc biểu cảm của Linh Ly khi mà biết chị Thanh Ngọc bị loại ấy, nó cũng không là quá là bất ngờ lắm. Nhưng mà đến khi mà Khổng Tú Quỳnh bị loại thì thực sự là cảm xúc của Linh Ly được đẩy lên cao trào nhất và cũng phải òa khóc. Thế nên là em nghĩ với biểu cảm òa khóc trước đấy và biểu cảm bất ngờ ở khung cảnh này thì em giống chị đúng không? Em nghĩ là cũng đưa ra đáp án giống như chị Vân là Khổng Tú Quỳnh sẽ được hồi sinh trở lại. Em thấy thì mỗi người đều có những cái lý của mình ấy. Nhưng mà thế mới là tạo ra những cái hay của cái show này nhá, đúng không? Hay ở chỗ là đến comment của khán giả còn phải ngồi phân tích xem là tiếp theo sẽ là ai. Và chắc chắn là số sau là khán giả sẽ phải bật tivi và để theo dõi. Phần trình diễn là một chuyện, nhưng mà cũng phần lớn là muốn theo dõi xem ai là người được Lan Ngọc cứu. Những cái nhà sản xuất của các game show cũng rất thích tạo ra những cái kịch tính bằng những cái bảo bối như là mình thấy đấy. Đúng cái thẻ đen của em ấy, đúng không? Thẻ đen của em ấy. Và em nghĩ đấy cũng chính là một trong những cái yếu tố để nhà sản xuất đẩy cái sự cao trào của chương trình lên và khiến cho khán giả thu hút được nhiều khán giả xem hơn. Chị nghĩ là cái chi tiết thực ra cái thẻ đen là người ta đã tính ngay từ đầu rồi. Chứ không phải là... Và người ta cho vào thời điểm này xuất hiện là bởi vì sao? Thứ nhất là sẽ trả đủ quyền lợi cho nhà tài trợ này. Thứ hai là chị nghĩ là bắt đầu nó tích lũy đầy đủ cái sự hồi hộp, cái sự căng thẳng của cuộc thi và nó cho các chị đẹp có thêm nhiều cái thời gian để khẳng định bản thân mình hơn nữa. Và cái sự ra đi của bất cứ ai vào thời điểm này đều gây cái sự luyến tiếc và cái sự hồi sinh ấy nó được quay trở lại, nó mạnh mẽ kinh khủng. Giống như kiểu là một cái ngọn lửa mà nó được bùng lên lại rồi thì rõ ràng khán giả cũng bùng nổ theo. Thì đấy là cái lý do vì sao mà chị nghĩ thời điểm này mới xuất hiện cái thẻ đen đó. Và nó cũng hợp lý thôi, bởi vì rõ ràng sau 3 cái công đó này, sau 3 đêm này, sau rất là nhiều những trải nghiệm với nhau, họ ai giỏi hơn họ mới có tích lũy mới được cái thẻ đấy. Tức là cái thẻ đấy để có được không dễ, đúng không ạ? Thì bắt đầu nó mới xuất hiện. Từ khi mà theo dõi cái chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng này, mình mong chờ điều gì và mình dự đoán những điều gì sẽ đến. Và bây giờ nó đã đến rồi. Những drama sẽ bắt đầu xuất hiện. Ai được cứu, ai sẽ tránh khỏi việc phải ra về. Những điều này làm chúng tôi nhớ đến những cái cảnh chia tay các chị đẹp rất là cảm xúc ở những cái tập trước. Và ngoài ra cũng nhắc đến một thực tế về sức ép thành bại trong các game show. có hai khoảnh khắc là em rất là sợ. Khoảnh khắc thứ nhất là ngày em lên sóng. Em tên là Nguyễn Đức Quân Kiện. Em tham gia Olympia năm thứ 17. Xin được chào đón bạn Nguyễn Đức Quân Kiện đến từ Trường Trung học phổ thông Chuyên Long An, tỉnh Long An. Là sở trường của em là môn toán và môn lý. Con hãy thật bình tĩnh, tự tin và để hoàn thành tốt cái phần thi còn lại. Mọi người nghĩ em rất là tài giỏi, có thể đem vinh quang về cho gia đình cũng như nhà trường và tỉnh. Chắc cũng là do được đạt được một số thành tích nhỏ ở trong trường địa phương. Lúc cảm giác em còn không điểm thì hãy dành một tràng pháo tay để động viên bạn Quân Kiện ạ. Lúc đó thì đương nhiên em rất là sốc rồi, đó là thứ nhất. Xong rồi lúc em quan sát xuống mọi người thì cái sự buồn bã của những người thân em thì nó lại làm cho em thêm đau. Cảm thấy như là sụp đổ vậy. Lúc trước khi em tham gia thì ba mẹ em có nói với các người thân khác là ngày mấy thì nhớ xem con tôi gì đó. Nhưng mà kiểu như sau khi thi thì những ba mẹ không có đề cập tới nữa, thì em cũng có tự hiểu cho bản thân là ba mẹ cũng rất là thất vọng về em. Còn những người bạn khác không thân với em hay là có hiềm khích với em á, thì họ luôn bới móc câu chuyện đó là hàng ngày, hàng giờ luôn. Cứ gặp em là mấy bạn sẽ chỉ chở chở, nói này nói nọ. Em không có giao tiếp gì với các bạn hết. Về nhà em cũng không ngại gặp mặt má luôn. Thì khoảng thời gian đó cái việc học của em rất là sa sút. Cái khoảnh khắc thứ hai á, thì nó cũng tình cờ thôi. Lúc mà em lướt trên mạng á, thì lại có những bài báo viết về những bạn khác cũng đi thi Olympia giống em, thì cũng không đạt được mong đợi giống em. Thì lúc đó em rất là lo sợ. Em sợ là một ngày nào đó thì các báo cũng tìm tới em và nêu tên em lên. Với cá nhân em thì em cũng cảm thấy rất là đồng cảm, bởi em cũng là người đã từng đi thi đấu mà mang theo rất nhiều những cái sự kỳ vọng của cha mẹ. Bởi vì là trong quá trình em tập luyện thì mẹ luôn là cái người mà đồng hành với em. Khi mà em bước ra sàn thi đấu, bên cạnh những cái áp lực liên quan đến việc thành tích của thầy cô đặt ra, đội tuyển đặt ra, thì còn là mình thi đấu vì cái sự nỗ lực của cha mẹ mình nữa. Điều đầu tiên em lo sợ nhất đấy chính là cảm xúc của mẹ mình, khi mà mẹ mình nghĩ như thế nào về cái thành tích mà mình vừa đạt được. Mình sợ là cha mẹ mình sẽ thất vọng về mình. Bố mẹ em sẽ chẳng bao giờ thất vọng về em đâu. Chị và Huy có con rồi thì cũng sẽ hiểu, đúng không ạ? Dù con mình có làm được một cái gì nó bé tí, nó chỉ là đi được 2 bước chân thôi, mình cũng cảm thấy là rất là tự hào và cảm thấy đấy là cả một cái thế giới tuyệt vời rồi. Cha mẹ chưa bao giờ thất vọng về con cái cả. Còn khi mà chị theo dõi câu chuyện của bạn Kiện vừa rồi ấy, thì chị thấy là đang là một sân chơi vui mà sao lại không còn vui nữa. Đằng sau những cái vinh quang, đằng sau những cái tràng vỗ tay ấy, rõ ràng các bạn ấy vẫn có áp lực. Mà khi mình cổ vũ các bạn ấy trên Olympia thôi, mà mình đâu có ngờ rằng là những con người mà những cái bạn mà chưa đạt được cái vòng Việt Quế, bạn phải chịu cái áp lực khủng khiếp đến như thế. Vâng, đấy, áp lực em thấy là đến từ mạng xã hội nhiều, báo chí nhiều, với những người bạn ấy có kể là không thân đấy. Tất cả những game show, phần lớn những câu chuyện nó đều bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mạng xã hội. Ngay cả cái như cái chủ đề mà chúng ta nói ở trước, đấy chính là về Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng. Chúng ta có thể thấy là người hâm mộ cũng dự đoán rất là nhiều, và thậm chí là bên cạnh dự đoán thì họ còn nhận xét. Thế nên em nghĩ đấy cũng là một trong những cái áp lực mà các chị đẹp tham gia chương trình năm nay cũng đang phải trải qua. Tôi quyết tâm không vào nguy hiểm nữa nhé. Mục tiêu lần này của ba chị em mình phải vô vòng an toàn. Lần trước là hình như ba em mình đều vào vô nguy hiểm. Ta nói bỏ chồng bỏ con nhà mà đi tới đây áp lực, ta nói vậy đó, up down vậy đó. Thôi nữa lần này mà nguy hiểm nữa thì tôi xin ra nhé. Chương trình rất là nổi này, các chị đẹp được chú ý hơn này, danh tiếng của các chị được lên nếu như các chị được yêu thích này. Nhưng ngược lại thì rõ ràng nếu như không được yêu thích một cái, hoặc có một cái gì đó nó không ổn, thì nó lại trở thành một cái gì đấy để người ta sâu xé. Thì cái đấy nó cũng rất là nguy hiểm. Trong trường hợp của Tú Vi nhá, sau khi Tú Vi bị loại nhá, em cũng theo dõi trên mạng xã hội có rất nhiều những ý kiến trái chiều nói về cái thái độ của Tú Vi. Là quá kênh kiệu này, rồi quá chảnh này, rồi tại sao ở trong một cái game show thực tế như thế mà lại có thể tỏ một cái thái độ rõ như thế. Này, nhưng mà đôi khi hay là đấy là chiêu trò drama của biên tập không nhỉ? Tức là đôi khi nói nó không đến mức như thế, nhưng khi trích cái câu đấy ra vào thời điểm đấy, nó lại có thể sẽ trở thành một cái gì đấy khiến người ta cảm thấy nó hơi gai gai, nó không còn mượt mà nữa, và nó sẽ tạo sự chú ý. Em nghĩ chị lại quay trở lại câu drama. Tất nhiên chị sẽ không hỏi là chị Quỳnh nói đến ai nữa. Nhưng mà chị lúc nãy chị có nói đến việc là những cái game show nào mà càng tạo được cái áp lực cho người chơi, thì đôi khi những cái game show đấy thành công làm em nhớ lại một chương trình cũng 20 mấy năm rồi, cũng chỉ kém Olympia 1-2 năm thôi, đấy là Ai Là Triệu Phú. Đúng. Cũng có một cái áp lực khủng khiếp. Bất kỳ giá nào tôi cũng phải vượt qua được câu 5. Chính xác, phải vượt qua câu số 5. Dù là có dùng hết 3 quyền trợ giúp thì tôi cũng phải vượt qua được câu 5. Nhưng cái đấy có xấu đâu, chỉ là cái đấy tốt mà. Em nhớ có chị tên là Hải Yến cũng sử dụng 3 sự trợ giúp cho 5 câu đầu tiên. Nòng nọc xuất hiện trong vòng tuần hoàn của con vật nào? Bướm, ếch, rắn hay tằm? Cháu xin sử dụng sự trợ giúp 50-50 ạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi 2 phương án sai. A và D là 2 phương án sai, chỉ còn lại hoặc B, ếch, hoặc C, rắn. B là phương án trả lời cuối cùng của cháu ạ. B, ếch. Chắc chắn đó là câu trả lời đúng rồi. Câu hỏi số 5. 7 chú lùn trong truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn làm nghề gì? Cháu xin sử dụng sự trợ giúp là hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. 25% chọn A, 27% chọn B, 23% chọn C và 25% chọn D. Chúng tôi sẽ dành cho hai người một khoảng thời gian là 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. 7 chú lùn trong truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết làm nghề gì? Thợ rèn, thợ mỏ, thợ săn, thợ may. 7 chú lùn làm nghề gì? 7 chú lùn. Thợ mỏ. Thợ mỏ à, chắc không? Đợi tí thì. Hả? Đúng rồi, thợ mỏ. Ok, mới câu số 5 rồi đây. Cố lên nghe. Rồi, cảm ơn. Thợ mỏ cũng là số phần trăm cao nhất đấy. Thợ mỏ là 27%. Dạ. Thợ rèn 25%, thợ săn có 23% thôi, và thợ may 25%. Cuối cùng thì cháu chọn phương án nào là câu trả lời cuối cùng? Dạ, cháu chọn phương án B là phương án trả lời cuối cùng ạ. B, thợ mỏ. Đó mới là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Sau khi mà cái đoạn video đấy được up ở trên mạng ấy, thì cũng có rất nhiều người vào dùng những cái lời lẽ không hay, kiểu như là tại sao lại kém thế rồi đến nọ kia. Nhưng mà em nói thật nhá, là khi mà mình ngồi ở đây mình nói chuyện với nhau thì nó dễ thế thôi. Mà ngồi lên ghế nóng nó áp lực như thế nào. Và cái việc mà tự nhiên đánh rơi kiến thức là chuyện bình thường. Mà kể cả trong 5 câu đầu tiên có những cái kiến thức có phải là đâu phải lúc nào mình cũng biết đâu. Kiến thức là bao la như thế, cả Olympia cũng thế. Vì là có giám khảo online cho nên nhiều khi cũng vẫn phải khuyên các thí sinh là các bạn hạn chế đọc những cái tương tác ở trên mạng xã hội, bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới tâm lý của các bạn ấy, khiến cho các bạn không còn tự tin nữa. Bởi vì á, sẽ có những cái trường hợp mà họ ủng hộ thí sinh này thì họ sẽ tìm cách họ vùi dập thí sinh khác, thì họ lại làm những cái thứ hoặc nói những cái điều, bởi vì đôi khi ngôn ngữ nó có tính sát thương cao lắm, nó có thể khiến cho mình suy nghĩ và khiến cho mình suy sụp. Thế cho nên là mà nhất là với những các bạn tâm lý trẻ nữa thì càng phải gọi là cố gắng giữ cho các bạn đến một cái phong độ ổn định nhất, không bị ảnh hưởng bởi cư dân mạng. Một người có thể là người ta có thể chơi không tốt ở game show này, sau đó bị mọi người nói nọ nói kia, nhưng mà đến khi họ được chơi một cái game show khác, được đưa vào một cái kịch bản khác, nhớ đâu họ lại tỏa sáng thì sao? Quan trọng ở những cái game show đối với những người chơi khi đến với các game show đó chính là họ luôn luôn có cơ hội để thể hiện mình. Cái đấy mới là điều quan trọng. Và cũng em dám thể hiện nữa, đúng không? Đúng rồi, dám thể hiện. Đôi khi cái định kiến ấy nó cũng là một thứ áp lực đấy. Nó khiến cho mình không đặt niềm tin vào sự lựa chọn của mình thì cũng có thể khiến cho mình thất bại. Nhưng khi mình đã tin vào nó rồi và cái người tham gia hoặc cái người được đặt niềm tin đấy, họ nỗ lực cho cái sự kỳ vọng đấy, thì nó lại là một cái thành công. Em thấy những cái game show bây giờ, cái ranh giới giữa game show và phim truyền hình nó mong manh lắm. Ví dụ như là một bộ phim bây giờ thì cũng trong phim có game mà trong game lại có phim, đúng không? Trong game lại có phim, ví dụ như những cái phim mà mô tả về game như kiểu là trò chơi con mực này, rồi Hunger Game nữa, thứ đều rất là hot. Và ngoài ra thì những game show bây giờ có thời gian ghi hình còn dài hơn cả những bộ phim ấy. Em nói là phim truyền hình và game show nó cũng có một cái gì đấy hơi tương đồng. Thì nó tương đồng, chị mới nhớ ra là VFC hiện nay nhá, cũng đang sản xuất phim theo hướng như vậy. Có nghĩa là gì? Sản xuất cuốn chiếu, cái phim được sản xuất dần dần và sau đó phát sóng dần dần, và thậm chí là biên kịch có thể sửa theo cái mong muốn của dư luận hoặc có thể đảo chiều theo cái mong muốn của dư luận để gọi là như kiểu là chúng ta cùng thấy là khán giả cũng làm phim với chúng ta, họ mong muốn cái nhân vật đấy sẽ như thế nào, hoàn cảnh sống về sau một cái kết của họ mong muốn như thế nào, thì đấy cũng là một cách làm phim mà chị nghĩ là nó cũng khá là thực tế và nó sẽ thu hút người ta xem hơn rất là nhiều. Các em để ý xem, cứ cái gì thật tự nhiên, thật cảm xúc mà thật nhất, không diễn lại là cái thứ thu hút khán giả nhất. Chính xác. Mọi người thích lướt của chúng ta bởi vì đơn giản là mọi người thấy rằng là các MC của chúng ta đang bày tỏ quan điểm của mình một cách rất thực tế. Em chỉ muốn bổ sung thêm một cái ý này. Ngày hôm nay bạn Quỳnh đến, bạn Hương đến tham gia này, và tập sau bạn Hương sẽ phát triển như thế nào, bạn sẽ có thể làm được cái bứt phá như thế nào. Nó giống với việc là mình rất hay xem các bộ phim mà mình nhìn một nhân vật, nhân vật này đã có cái sự trưởng thành như thế nào, nhân vật này đã phát triển ra sao, và về sau này tính khí thay đổi như thế nào. Họ sẽ quan tâm đến những cái quá trình đấy nhiều hơn. Đấy, nó cũng là một cái xu hướng của những cái truyền hình thực tế bây giờ thôi. Sẽ là những cái chương trình mà sẽ ghi hình dài ngày. Ví dụ như là Có Hẹn Cùng với Thanh Xuân vừa mới kết thúc, Hành Trình Rực Rỡ hay là Cuộc Đua Kỳ Thú. Mọi người đều muốn xem những cái sự biến chuyển trong tâm lý cũng như là sự phát triển của nhân vật ở trong đấy. Đúng rồi. Cho nên là càng ngày những cái show như thế sẽ càng thu hút. Và để kết lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi những hình ảnh rất cảm xúc và những hình ảnh rất thú vị đến từ show Có Hẹn Cùng Thanh Xuân. Có Hẹn Cùng Thanh Xuân thì đã trải qua 10 tập rồi và khép lại hành trình của những cô chú siêu ngầu, và họ đã có với nhau rất nhiều những kỷ niệm, thể hiện sự gắn kết của mình qua hành trình đó. Và chúng ta cũng đã được nhìn thấy những hình ảnh mới về những cô chú vốn đã rất quen mặt và vốn là thanh xuân của rất nhiều người rồi. Và bây giờ với các cô chú thì tôi lại thấy rằng là thanh xuân này là trẻ ra. Vâng. Lão hóa ngược lại. Vâng ạ. Chương trình đó đã tặng cho tất cả người chơi á, những cái món quà nó mang yếu tố tinh thần mà nó vô giá, thực sự là tiền không thể mua được. Tham gia như thế này, chính là tôi đã vượt qua chính bản thân tôi. Đến với nhau bằng một cái tình cảm chân thành, bằng với tất cả những cái gì trân trọng nhau nhất, yêu thương nhau nhất, thì đấy là một cái điều quá là tuyệt vời, không còn mong mỏi gì hơn nữa. Cảm thấy mình vui hơn, mình tự tin với chính mình hơn, mình yêu đời hơn. Tuổi tác không phải là cái điều gì ghê gớm quá. Và đó cũng là nội dung cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!